cướp ngôi hãm mẹ giết cha, triều đình tan nát chẳng ra triều đình, triều đình xem tới mạc kinh, người người ham tới triều đình làm chi. Thi phẩm Hamlet, tác giả Quý Linh, với giọng diễn ngâm của nghệ sĩ Ngọc Sang. Triều đình tan nát chẳng ra triều đình, triều đình xem tới mà kinh, người người ham tới làm chi. Thi phẩm Đi Tu, lá vàng đổ vội vào thu, tưởng rằng yên phần vào tu cõi thiền, nào ngờ phận bạc chẳng yên, thị màu đổ bày ép duyên vỡ bầu, cửa thiền cũng có thiền.